Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Live, và hôm nay cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game nhập vai mang phong cách roguelike có tên là Critica Survivor. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua trải nghiệm con Critica Survivor này nhé, để xem game này như nào. Thì đầu tiên cậu thấy là game này là một con game màn hình dọc, và đây chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu này. Rồi, thì đại loại sẽ các bạn sẽ phải sống sót trong vòng 10 phút. Và chúng ta sẽ chỉ có một cái thao tác đơn giản, các bạn bấm vào trên màn hình để điều khiển nhân vật. Nó sẽ có một cái nút unlock ảo này này. Đó, nhưng mà chiến đấu các bạn cố gắng đừng để quái vật nó chạm vào các bạn nhé. Đó, pistol này sẽ lên cấp. Đó, lên cấp thì đấy, sẽ chọn kỹ năng. Đó, đúng rồi, chọn một trong ba kỹ năng này này. Đó, mình sẽ chọn kỹ năng. Đó, nói chung là nó sẽ chơi giống kiểu mấy con game nhập vai roguelike ấy, là các bạn chơi và chiến đấu sống sót 10 phút. Wow, kiểu chơi của con Critica Survivor này thì nó rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ hấp dẫn nhé mọi người nhé. Đó, chúng ta sẽ có thêm kỹ năng này, cứ lên cấp là sẽ chọn thêm kỹ năng. Đó, ném ra boomerang, cố gắng đừng để quái nó chạy vào nhé mọi người nhé, và nhặt mấy cái crystal này, mấy cái kim cương xanh này để lên cấp. Đó, tăng 10% tốc độ chạy này. Đấy, càng ngày thì quái nó sẽ ra càng đông và các bạn sẽ phải cố gắng sống sót. Đó, bây giờ mình đang level 5, cứ lên cấp là được chọn kỹ năng anh em ạ. Ném ra lựu bom này. Đấy, đông chưa? Bắt đầu quá, bắt đầu đông rồi này anh em này. Ui, cái này thì đòi hỏi cái phản xạ, sự khéo léo của người chơi thôi, và cái phần nào đấy là sự tập trung. Đấy, nhưng mà sẽ có rất là nhiều kỹ năng để các bạn có thể học và sử dụng. Và các bạn, nhiệm vụ của anh em đó là cố gắng sống sót thôi. Bên cạnh đấy là nếu các bạn chọn lại kỹ năng ấy, thì nó sẽ nâng cấp kỹ năng nhé. Ví dụ bạn có một kỹ năng đấy nào đấy rồi thì các bạn sẽ chọn lại được. Ở đây có bình máu này. Ui, hút nhanh này. Đây, kỹ năng mới này. Chọn kỹ năng mới luôn. Các bạn cố gắng là nhặt hết tất cả kỹ năng mới đã nhé. Sau đấy thì nâng cấp sau. Đấy, mạnh chưa? Lại, ui, ném ra hai cái phi tiêu luôn anh em ạ. Mạnh dã man luôn. Ui, đông quá. Các bạn thấy quái nó bắt đầu quay lại mình á. Anh em phải rất là cẩn thận. Ui, đông chưa? Đông dã man. Đây chỉ là con quái đợt quái đầu tiên ấy. Sau này có boss mục các thứ nó sẽ khó hơn. Đây, xin hỏi nhận cái hòm này này. Sẽ nhận thêm thưởng. Rồi, có kỹ năng mới tăng attack này. Đó, đánh rất khỏe. Ừ, đông chưa, đông chưa. Rồi, lại lên cấp. Lại có kỹ năng mới, damage reduction. Các bạn, các game này không có tiếng Việt đâu, nên là các bạn cố gắng là thật ra toàn tiếng từ cơ bản mà. Ui, nhặt kỹ năng mới này. Max HP lên 20% này. À, mình cố gắng là kích hoạt tất cả các kỹ năng nhé, bao gồm kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động như kiểu là tăng máu này, tăng attack này, tăng phần trăm attack này, các kiểu. Rồi tăng tốc độ chạy. Ui, lính mới này, bắt đầu có lính mới này anh em này. Khỏe hơn này, lính cầm khiên này. Bạn thấy không? Chúng ta còn 7 phút nữa để sống sót cơ. Căng dã man. ESP lên 2. Ok, mình sẽ lấy cái này để lên cấp cho nhanh. Đó, bạn thấy là mình game này cấp độ rất là quan trọng nên các bạn phải nhặt mấy kim cương này. Nhưng mà nhặt được là hơi khó nha, đông dã man luôn. Tăng attack. Đó, nó sẽ tăng. Tăng quái nó càng ngày còn khỏe. Ui, boss này, boss này. Vãi, boss này. Ui, các bạn thấy không? Boss, 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 boss. Đây cái này kiểu mini boss đấy. Căng đã man đấy. Bình tĩnh bạn ơi. Rồi, mình sẽ lên bạo kích đi. Lấy bạo kích 20% nữa. Ui, đây có bình máu rồi, may quá. Con boss này. Ui, làm sao đánh ta? Quậy thế. Rất là trâu nha. Ui, lại không dùng cả kỹ năng nữa. Sợ thật đấy. Đây, dùng cái này tăng bạo kích, đánh cho khỏe. Đấy, bạo kích là... Ui, đông thế. Trời ơi, khó quá anh em ạ. Bắt đầu game, bắt đầu. Tôi thấy bắt đầu game, bắt đầu khó đấy. À, insert in cooldown skill. Tức là các bạn sẽ rút ngắn thời gian sử dụng kỹ năng. Được đấy. Ui, boss sắp chết rồi anh em ạ, cố lên.
Ây da, đau quá. Rồi tăng cái tầm nhặt đồ ấy. Đấy, rất là con. Rồi, mình sẽ nâng cấp cái kỹ năng bị động. Và nói chung là tùy cái chiến thuật của bạn, nên các bạn chọn kỹ năng nào cho nó phù hợp với các bạn nhất nhé. Thôi quái hẹo rồi. Đây chúng ta sẽ nhặt thêm này. Insert AOE skill. Đó, bánh nó khỏe. Tiếp tục nha, ném bom này, hoặc là tăng tiếp mana tiếp đi. Đấy, nổ một phát hết luôn anh em ạ. Lại có thêm lính mới này, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ còn phải sống sót 5 phút nữa. Đấy, thì về cơ bản thì cái con Critica server vừa này chơi như vậy thôi, nhưng mà nó hấp dẫn. Nó là rất hấp dẫn. À, tăng max HP luôn, đến cấp nhanh. Vì mình nghĩ là cái cấp độ là cái rất quan trọng để các bạn học thêm nhiều kỹ năng ấy. Các bạn thấy là mình lên cấp rất là nhanh. Và bây giờ cứ thế mà học kỹ năng mới thôi. Giảm cooldown skill này rất là quan trọng. Đây là chỉ là cái màn chơi đầu tiên nha, nên là nó vẫn là dễ đấy. Sau này thì các bạn lên cao ấy, nó sẽ khó hơn nhiều. Lúc đấy anh em phải nâng cấp nhân vật nữa. Rồi, thả độc này. Ui đông chưa. Các bạn thấy mình mất máu này, quá nó chạm vào mình mất máu nhiều dã man luôn. Đây chúng ta có mấy con mini boss khó chịu thật. Ui nó đông, nó đông dã man luôn đấy các bạn ạ. Đông dã man luôn đấy. Wow, đông thế, nó quay mình này. À, mải chơi quên mất là đồ họa. Đồ họa game này 2.5D nhá, mình thấy là ổn. Đó, hiệu ứng chiến đấu khá là ấn tượng. U lại boss này. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều boss luôn. Đó, nhặt được bình máu may quá. Đó, boss đã bắn trưởng các thứ luôn, ảo thật đấy. Lại lên, chúng ta max skill rồi, chúng ta sẽ chọn cái kỹ năng khác nhá. Đấy, cố gắng lên 5 sao tất cả các skill. Ui, cẩn thận, mất nhiều máu quá. Đông quá anh em ạ, vừa đông vừa khó luôn. Đồ boss này. Sai insert. Đấy, ném mấy cái phi tiêu ra. Ra đây thì chỉ màn chơi đầu tiên thôi, mình vẫn thấy là khá là dễ thở đấy. Chỉ còn cần các bạn tập trung và phản xạ tốt một chút là được ok. Rồi ném hàng quả bom này. Nó bắn cái gì này. Boss trâu thật đấy anh em ạ. Wow, đánh đau quá. Ui nó đánh đau thế. Mình solo luôn. Đấy, đánh được boss rồi. Chúng ta còn 3 phút nữa. Lại nhặt được cái gì này. Lucky Great. Chúng ta sẽ nâng cấp thêm đúng không? Kỹ năng. Confirm. Được tự động nâng cấp kỹ năng ấy, kiểu như vậy. Wow, giờ mình đang mất nhiều máu quá. Các bạn thấy là mình khỏe hơn rất nhiều rồi. Bây giờ mình level 37 rồi đấy các bạn thấy không? Nâng cấp attack tiếp này. Nhận được bây giờ nhận được XP vàng luôn. Wow, sắp mắc hết skill rồi, còn 3 phút nữa. Game chơi bánh cuốn đã mang. Thật ra bạn nào mà thích thì roguelike ấy, thì con game này nó rất là phù hợp luôn. Mà khó đấy. Còn 3 phút nữa thì sống sót. Mình mất nhiều máu quá anh em ạ. Ủa cái này không hết rồi, nâng cấp được nữa không nhỉ? Mình mắc 5 sao hết rồi mà. Ô mình hết, nâng hết rồi này. Có thể nâng cấp nữa không nhỉ? Mình thấy nó vẫn là 5 sao thôi mà. Chưa hiểu lắm. Hình ảnh đẹp chứ, game này hình ảnh đẹp đúng không? Mà chơi thì cũng rất là hấp dẫn với bạn nào thích dạng game nhập vai roguelike ấy. Lại lên cấp tiếp này, cái này có rồi thì hình như là mắc là 5 sao thôi. Còn cộng mãi thì nó vẫn thế thôi anh em ạ. Ôi, có kỹ năng đỏ này. Ôi, lên cả kỹ năng đỏ luôn cơ mà. Hay chưa? Ôi, lên cấp vù luôn. Đã, thủy đã dã man anh em ạ. Wow, hình ảnh đẹp nha, game hình này thực sự rất là ấn tượng luôn. Nhưng mà mình sắp hết máu rồi các bạn ơi. Tôi cần bình máu. Rút bình máu ra luôn ta. Đó, khỏe dã man rồi đấy, nhưng mà còn nửa máu thôi. Đi tìm bình máu đấy, hết máu rồi. Nói chung là để mà sống sót là... Ui, boss này vừa nói xong.
chạy 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 con bot này chạy nhanh chứ. Vãi con bot này chạy nhanh chứ. Cứu 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 tôi cứu tôi. Ui con bot nó lùa mình này. Dã man. Ôi nó lùa mình các bạn ơi. Đấy, mỗi con bot thì nó sẽ có những kỹ năng riêng nhé các bạn, phải nắm được kỹ năng của con bot để gọi là dễ dàng né đòn ấy. Không là các bạn hẹo đấy, đừng nói chung là đừng để ui vừa nói xong đừng để bot đánh trúng. Cứ kêu chơi kiểu hit and run ấy là ok nhất. Rồi thắng rồi, lại nhặt được này, nó sẽ tự động nâng cấp cái kỹ năng này. Thực ra mình mắc rồi đây, nâng cấp kỹ năng đỏ. Ô hồi máu này này, ngon, đầy máu luôn, được nó. Đấy, nâng cấp kỹ năng lên màu đỏ luôn cơ mà, hay nhở. Nói chung là đấy, cái con Critica Survival này chơi rất là hấp dẫn nhé mọi người nhá. Thì bạn nào mà quan tâm thì bạn có thể tải game này trên Google Play, game chưa có trên App Store đâu. Cảm ơn em đã theo dõi video này của cậu bà, mời quý vị đừng quên like, share, chia sẻ, subscribe cho kênh Cậu Game Online. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.